Cô Tư xin chào các bạn. Hôm nay cô Tư và các bạn cùng nhau vào bếp làm món mít non làm khâu nhục nha các bạn. Tất nhiên là khâu nhục làm bằng mít non. Đây mít non cô Tư đã làm sơ chế sạch sẽ, gọt cái vỏ này. Cái này là cái vỏ các bạn, nhưng mà cái vỏ này nó mỏng quá, thành ra cô Tư sắc nó hơi dày dày vô ruột một chút xíu nha. Đây là cái vỏ, bào sạch sẽ, rửa trong cắt, cắt từng miếng như nè. Một lát mình sẽ chiên. Và đây là hột ngò, tiêu, hành, tỏi, cải thảo, chao. Mà cô Tư làm chao mồm chứ không có làm bằng chao đỏ nha. Tại này mình làm món chay chứ không phải là khâu nhục bằng thịt heo. Đây là bột niêm, một muỗng đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt nha các bạn. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mít nha. Các bạn làm mít là cho khỏi dính tay. Là như vậy, một cái mít này các bạn bỏ ngay chỗ cái vòi nước á, cái vòi nước phông tên nước mà mình xài á, các bạn mới để nguyên trái gì. Các bạn ăn nửa trái thì các bạn sắc nửa trái, còn ăn hết cả gia đình mình đông quá ăn nguyên trái thì mình có thể làm nguyên trái. Cái da của nó thì mình làm khâu nhục, còn cái thịt của trong nó mình có thể mình kho món này món kia được hết, hoặc là mình xào tỏi mình ăn cũng rất ngon nha. Đây bây giờ của tôi sẽ chỉ các bạn làm nha, sơ chế nha. Mít này các bạn để ngay chỗ cái vòi nước á, gọi là phong tên nước của mình. Các bạn cứ lấy dao cắt, cắt dài, cắt dài, cắt dài xuống, cắt tới đâu thì nước á, nó sẽ trôi, nó tạt vô đây, ngay phong tên nước nó sẽ trôi, mũ trôi, mũ trôi, mũ hết là nó sẽ không dính tay bạn nha. Nhà trước khi làm các bạn cũng mang bao tay cho nó không dính, nhưng mà nó cũng không dính, nhưng mà nó dính tí tí rồi chứ nó không có nhiều như là cái là mình gọt bình thường. Mình để vậy là mình gọt ra là mũ dữ lắm nha các bạn. Để ngay phong tên, để ngay vòi nước, các bạn cứ gọt, gọt tới đâu mũ nước nó trối, nó xối vào đây, nó trôi 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 mũ hết, làm sướng lắm, làm khỏe thật khỏe luôn nha. Cái đó là mình hướng dẫn các bạn, chứ giờ mình làm thì mình cho các bạn thấy cũng được nữa, nhưng mà không có ai quay cho mình quay không có được nha các bạn. Các bạn mình chỉ làm thành phẩm thôi nha, nhưng mà cô Tư hướng dẫn các bạn vậy thì các bạn cũng dễ hiểu rồi nha. Rồi đó là cô Tư làm, cô Tư cắt ra. Cái này là cái da, cái này là cái ruột. Nhưng mà cái da đáng lẽ nếu mà cái da dày quá là cô Tư sẽ không sắc sâu vô đâu. Tại da nó hơi mỏng nên mình sẽ sắc sâu vô nha. Đó là cô Tư. Cô Tư làm để ngay dưới vòi nước. Bởi trắng nõn nè, mà nó không có mũ nha. Dễ lắm, làm dễ lắm. Các bạn đừng nghĩ là khó nha, rất là dễ luôn nha. Bây giờ nếu mà làm thịt heo thì cái này thịt heo thì mình phải luộc qua, phải ngâm qua nước lạnh rồi lấy ra mình phải xăm. Nhiều khâu lắm. Nhưng mà cái này là mít non, là làm món chay, khâu nhục chay, thì các bạn khỏi cần luộc qua nha. Để như vậy các bạn chiên sơ rồi một lát mình sẽ ốp gia vị vô rồi mình sẽ hấp nha các bạn. Giờ mình bắt đầu nha. Bây giờ cô Tư đã bắt cái chảo lên. Bắt cái chảo dầu lên nha. Cô Tư bắt cái chảo dầu lên rồi. Bây giờ mình bỏ mít vô mình chiên nha. Dầu này là cô Tư dầu bỏ vô một chút xíu dầu hạt điều dầu luôn nha các bạn, cho nó vàng nha. Chiên cho thấm miếng mít nó vàng nó mới ngon. Trong thời gian mình chiên mít thì mình sẽ ướp gia vị nha bà, các bạn làm nó sốt nha. Hồi nãy mình quên giới thiệu các bạn là có trái chanh muối đó nha các bạn. Bỏ trái chanh muối vô. Cắt nhỏ ra, mình lấy hộp ra nha các bạn, lấy hộp chanh muối ra. Rồi mình sẽ bỏ vào đây là cải thảo, người ta muối các bạn, ta muối sẵn ta bỏ vô để mình mua về mình chế biến thức ăn. Đây là tiêu và hột ngò, một muỗng một niêm, một muỗng đường, 1/3 muỗng bột ngọt, một muỗng canh chao, một chút xíu
tỏi, chút xíu hành, dầu mè, rồi giờ mình để đây, mình bắt đầu mình chiên nha. Mình cho vào thêm ở đây một muỗng canh hành tỏi phi luôn nha các bạn. Cho thêm giờ một nửa muỗng canh nước tương. Rất là thơm luôn. Bán chiên vậy lấy ra được rồi nha các bạn, bỏ vào đây luôn, không cần phải vàng quá nha, chiên cho nó rút nước là được rồi. Mấy miếng này mình phải chiên thêm. Bây giờ mình tắt lửa nha. Bây giờ mình cho thêm vào đây một muỗng điều dầu nha các bạn. Cái màu mình nó đẹp. Bây giờ mình sẽ trộn đều gia vị lên. Còn các bạn mình nêm nếm như vậy là vừa rồi nha các bạn. Còn nếu các bạn ăn mặn, ăn lạc cứ nêm theo khẩu vị gia đình mình nha. Tôi lấy cái tay trộn cho nó đều. Bây giờ tôi sẽ sắp vào tô nha. Sắp cái da nó nằm ở dưới. Thơm quá thơm. Cái này là khâu nhục mít non nha các bạn. Bây giờ mình bỏ vô đây là mình sẽ chưng nha. Cái tay mình mang bao tay nha các bạn, không có dơ đâu nha. Thơm quá thơm. Rồi bây giờ mình sẽ bắt vào cái nồi, mình sẽ bắt cái nồi lên mình hấp nha các bạn. Bắt nồi lên mình hấp. Bây giờ cô Tư đã bắt cái nồi và đã bắt tô khâu nhục vào rồi nha các bạn. Bây giờ mình hấp nha. Mình hấp khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ là được ăn rồi nha các bạn. Là nó chín rồi nha, tại cái này là mít thành chứ không phải là thịt. Thành ra mình đã mít non, mình đã chiên qua nó đã chín rồi. Rồi bây giờ mình ốp gia vị vô mình hấp nữa thì nó rất là mau chín nha, nó rất là mau thấm nha các bạn. Chừng nửa tiếng là xong nha các bạn, đừng có lo là không thấm nha. Bây giờ món khâu nhục mít của mình đã chín rồi nha các bạn. Đây các bạn thấy không?
rất ngon luôn, thơm lắm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đem ra nha các bạn, giờ đã chín rồi mình đem ra. Bây giờ món khâu nhục của mình đã trút ra rồi các bạn thấy ngon không? Nha, rất ngon nha. Để mình nếm thử miếng có nó ngon không nha các bạn, thấy ngon quá. Cái này lặn cườm ngon lắm các bạn, ngon lắm. Các bạn làm món khâu nhục này ăn nha. Cái này là món chay khâu nhục mít non nha các bạn. Đây, ngon lắm nha. Nó hơi cay cay mà nó mặn mặn, nó ngọt ngọt, nó lại thơm mùi chanh muối, thơm mùi cải thảo, rất ngon nha các bạn. Thôi cô Tư chào các bạn nha. Cô Tư chúc các bạn làm này món này ăn với cơm rất là ngon miệng nha các bạn. Mình cũng các bạn nhớ nha, khi mà gọt mít các bạn cứ đem ra ngay vòi nước nha các bạn, để mình xả cho cái mũ của nó trôi ra hết, mình làm rất là nhanh nha, không có lâu đâu nha các bạn. Thôi cô Tư xin chào các bạn, chúc các bạn được luôn dồi dào sức khỏe, luôn được khỏe mạnh nha, thành công trong mọi công việc nha. Cô Tư xin chào nha.